Như vậy là theo thông tin người em ở bên quyền Thanh Trị thì chùa Ông Tao sẽ đóng giao hoa mới năm 2021 để chuẩn bị lễ hội Ốc Cá Mốc năm 2021 là Festival đua ghe ngò diễn ra tại Sóc Trăng. Thì theo thông tin thì giờ khoảng là 90% là chùa Ông Tao sẽ đóng chiếc ghe mới, bạn sẽ đóng chiếc ghe mới để thi đấu chung vui với các đội bạn tại Ốc Cá Mốc 2021 Festival đua ghe ngò tại Sóc Trăng. Và đây là giấy cho ban quản trị chùa và sư trụ trì chùa, họ bàn các dự định là đóng ghe ngò đó bạn, ngày nào và họp mặt các anh em để chuẩn bị đóng chiếc ghe ngò sớm, chuẩn bị năm 2021 này. Thì thông tin thì hiện tại thì mình nghe thông tin là rất là nhiều ghe đóng, nhưng mà hiện tại mình không có thấy đồng tỉnh gì ở bên tỉnh Sóc Trăng mình. Chỉ có một chiếc ghe đang đóng, đó là tỉnh bạn, đó là tỉnh Bạc Liêu, đó là chiếc địa muồng, chiếc địa muồng của Bạc Liêu. Còn ngoài ra thì giờ hiện tại là nghe thông tin đóng mới á, thì nói chung là Mỹ Xuyên hoặc là các ghe còn lại của Sóc Trăng thì mình nghe tên thông tin thì giờ hiện tại là chưa có ghe nào có đồng tỉnh và đóng mới đó. Thì cái này thông tin là của thằng em nó gửi lại là cái sẽ họp mặt để chuẩn bị đóng chiếc ghe mới chùa Ông Tao thuộc về quyền Thịnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Vì bữa nay mình chỉ thông tin cho các bạn biết như vậy là chùa Ông Tao sẽ đóng chiếc ghe